Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FVNC. Chương trình sẽ mang lại cho quý vị những cập nhật về tình hình tài chính ngân hàng trong nước và thế giới trong tuần vừa qua. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì Phiến xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Theo HSBC, nếu kiềm chế cho vay ồ ạt, GDP Việt Nam có thể tăng dần trong 2014-2016. Vì sao cần có bảo hiểm khoản vay? Tại Anh, ngân hàng lớn phải mua trái phiếu.